Cô bé 12 tuổi có cái tên thật như đùa ABCDEFGHJK. Một người cha ở Indonesia đã quyết định đặt cho con trai cái tên rất độc đáo mà ai nhìn vào cũng có thể đọc được nhưng không nghĩ đó là tên người. Thậm chí có người còn cho rằng đó là một câu chuyện đùa. Người cha muốn sử dụng kỹ năng ngôn ngữ của mình để sáng tạo ra một cái tên thật ấn tượng cho con trai. Ông tin rằng 11 chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái tiếng Anh là tên đệm và tên phù hợp nhất. Cô bé có tên kỳ lạ trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết đến sau khi câu chuyện của bé đi tiêm phòng chia sẻ lên mạng xã hội. Sinh sống ở tỉnh Nam Sumatra, Indonesia, cậu bé năm nay 12 tuổi đến cơ sở y tế để đi tiêm như mọi người. Tuy nhiên, cậu bé khiến tất cả các bác sĩ, những người có mặt ở đó đều bất ngờ. Tên của cậu bé là ABCDEFGHJK Zuzu. Giữa chữ F và chữ G có dấu cách để tách biệt giữa tên và tên đệm nữa. Khi đọc tên bé, các bác sĩ tưởng mình đang nhìn nhầm và có thể đó chỉ là một trò đùa, cho đến khi họ xác nhận điều này với cha của cậu bé. Được biết cha của cậu bé muốn con trở thành một nhà văn và ngay từ khi con mới chào đời, ông muốn con có cái tên thật ấn tượng, nghệ danh nổi bật nhất. Ông rất vui mừng vì cuối cùng đã lựa chọn được cái tên ghép từ 11 chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái. Vì cái tên quá dài nên mọi người thường gọi cậu bé là ADEF. Người cha đã chuẩn bị kế hoạch đặt tên cho hai người con trai tiếp theo lần lượt là NOBQRSTUV và XIZ, nhưng cuối cùng không được sự đồng ý. Và hai người con trai sau có tên lần lượt là Amma và Atter. Đây được coi là một trong những cái tên người kỳ lạ nhất thế giới. Ngoài ra phải kể đến tên con trai của tỷ phú Elon Musk và Rim. Cậu bé có tên là XIA12, trong đó X đại diện cho biến không xác định, lĩnh vực mà Elon Musk đang nghiên cứu, hay tình yêu vì phát âm giống chữ cái trong tiếng Nhật. A12 là ký hiệu máy bay yêu thích cặp đôi. Không có vũ khí, không có phòng thủ, chỉ có tốc độ, tuyệt vời trong chiến đấu nhưng không bạo lực. A cũng có nghĩa là Atengo, bài hát yêu thích của cặp đôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.